thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mồ khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu anh, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng dành bước bên nhau cùng ngắm anh bạn thân mến. Trước máy quay chúng ta đang được thưởng thức chất âm vô cùng ngọt ngào và chi tiết của cặp loa khủng long nặng tới một tạ trước máy quay với cặp JBL SR4735X/F, đàn anh của model 4735X cũng là model lớn hết số. Với phân khúc của những cặp loa ba quay trong phân khúc bát xúc 40, đây là model được xếp hạng đứng trong top đầu nổi tiếng và cũng là uy lực và hay nhất của hãng JBL đến từ California, Mỹ. Với cặp loa còn đang mới và đẹp long lanh tới từng cm. Chúng ta đã thấy được rằng những model của JB thì nó đã rất là quen thuộc, và nhất là những model sở hữu chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn vừa karaoke chuyên nghiệp, mà quý vị sẽ không tốn kém tiền đầu tư súp hay trầm, cũng như giải trung âm và giải jack thể hiện vô cùng ngọt ngào và chi tiết, và đặc biệt rằng lời mix của nó chuyên nghiệp như đang được đứng trên sân khấu lớn thể hiện cho cặp loa được xếp hạng top đầu nổi tiếng và hay nhất của hãng JBL trong phân khúc 3 quay bát xúc 40. Xin mời quý vị cùng ngắm nhìn chi tiết lại cặp loa mà không ít những anh em phải thèm thuồng, cho dù chúng ta có cơ hội sở hữu hay không. Dù sao quý vị cũng ngắm nhìn một lần để chúng ta sẽ thấy rõ được tại sao một trong những model đứng đầu hãng luôn được ưa chuộng và săn tin. Với trang bị thùng gỗ bạch dương và được phủ composite dạng cát mịn siêu bền cho cặp loa JBL SR4735X/F còn mới và đẹp long lanh. Cách đây ít hôm thì quý vị thấy được rằng trên kênh của mình cũng có một cặp, và anh em trong Đà Lạt thì đã chốt rất là nhanh rồi, và cho tới hôm nay thì tôi lại cập nhật tiếp một cặp nữa. Những model này thì ở thị trường trong nước rất là ít ạ. Quý vị chỉ có thể thấy được ví dụ 4735X thì cũng lác đác, một vài trang mạng thì cũng thi thoảng có, nhưng 4735X/F thì hầu như là rất là ít trong nước. Thì theo quan điểm như tôi được biết thì chắc rằng mới có một vài cặp, không nhiều. Sở hữu phần thùng gỗ bạch dương phủ composite cao 1m, ngang 63,5 và sâu 46, nặng 100 kg, với uy lực mạnh như là một cái vũ trường thu nhỏ. Không phải tôi nói quá đâu ạ, không nói sai đâu ạ, mà ai đã từng được nghe qua những dòng này thì quý vị sẽ biết được sự lợi hại của những cặp loa này. Nó thiết kế cái thùng của nó cực kỳ là sang trọng và tiếng trầm nó cực tốt. Với công suất ở ngưỡng 1.200W trung bình, trọng lượng cặp loa ở ngưỡng 100 kg, trở kháng 8 ohm. Quý vị thấy phê chưa? Độ nhạy của nó tới 131 dB. Tất cả các đường nét và các góc cạnh của nó được thiết kế rất là đẹp và sang trọng. Đó, quý vị có thể ngắm nhìn ở cự ly cận cả. Hai bên hông là hai tay cầm và logo của JB. Trên chóc và dưới của nó được thiết kế các thanh nẹp hợp kim. Đó. Cho phép chúng ta có thể để các chiều. Đó. Và thậm chí kể cả chân. Chân đứng quý vị có thể để lên chốc một vài cặp loa cùng hãng JB nào. Đó. Nó được đục CMC ngay cả chân phía trên mặt lưng. Đó. Sơn này của nó cực kỳ là cứng. Phủ một cái lớp mà đây gọi là một lớp composite nhựa siêu cứng. Bảo vệ.
Thùng, bản chất thùng của nó là thùng ván ép bạch dương thì đổ nước vào cũng không xi nhê gì đâu ạ. Mà nó lại còn được trang bị như thế này, những cái hạt lấp lánh phía mặt trước của nó rất là đẹp và sang trọng. Với thiết kế một mát siêu trầm 40 từ 22 côn 100 dòng 4 số 2226 HPL, cũng là những model hay nhất và hết số của hãng JBL ở phân khúc mát 40. Mát 40 gân nụa tẩm dầu từ 22 côn 100. Phân tần của nó như tôi review đoạn clip trước, nó to bằng hai quyển vở học sinh. Quá khủng. Ống hơi theo cửa súp hầm thả về phía cánh phải mặt trước. Phần bên trên là nguyên là một bảng chung kèn và check kèn. Cái bảng này nó vào 50-50. Đó, nguyên quả chung cổ khủng nằm sâu từ phía bên trong. Đó, được nhân hóa bởi họng kèn này, mang lại cho lời hát và tiếng gõ của nhạc cụ cực kỳ là tuyệt vời. Không có khái niệm bị đanh chói với những dòng loa đỉnh cao này ở bất kỳ thể loại nhạc nào và chế độ mạch nhạc nào. Phần trên cùng là một quả check kèn, vẫn sử dụng trung họng và cổ của nó là 4 số. SRX series, có nghĩa là series SRX. Chúng ta ngắm nhìn phía sau lưng, đó, tay, logo bên hông bằng thép luôn. Thùng này, quý vị nhìn thấy thùng này. Rất nặng, khoảng chừng một tạ, thậm chí một tạ chưa hết đâu. Sau ở đây của nó là cũng có những cái thanh hợp kim làm rất là khủng khiếp. Thông số này, nó trang bị hai jack Newtrick này, tôi đang cắm jack bên dưới này. JBL SRX SR4735X/F. Đó, quý vị thấy rõ hết không ạ? Còn rất là mới, tổng số series nằm luôn bên dưới này. Đến từ California USA. Phân tần tự động luôn, không cần phải điều chỉnh. Đó. Giác còn cắm chắc nịch luôn. Rất là đẳng cấp. Những cặp loa này thì anh em chơi phòng khách thì cần một cặp duy nhất, phòng 50-100 mét vuông, thể hiện uy lực của nó là dư thừa, không phải xúc xếc gì, chơi một cặp thôi. Anh em ngắm nhìn đẹp không ạ? Đẹp hay không, mới không thì chúng ta tự nhìn ở cự ly cận cảnh khi mà tôi di chuyển cái điện thoại quanh loa. Phần nội thất tôi đã review rồi ở trong đoạn clip trước rồi. Phần phối ghép thì tôi đang ghép với con đẩy EA Virus chạy 44 đèn công suất, nặng khoảng trên 3 kg, 8 tụ nguồn và biến áp xuyến to khủng luôn. Con vang xịn sò DK69 Furnace mà tôi đã giới thiệu rất kỹ, và bộ mic Bayer 790. Quay trở lại với chủ đề chính cho cặp JBL SRX SR4735X/F, model hết số đàn anh của 4735X. Quý vị lưu ý rằng có tiền chơi 4735X đã hay lắm rồi đấy ạ. Không được phép chê. Và chơi đến cặp hết số này thì chắc rằng quý vị phải hiểu rằng nó là phê cỡ nào. Đó. Ở phân khúc tầm tiền thì quý vị bỏ nhích tiền hơn cặp bốt 601 series 3 chục triệu chơi cặp này. Chấp quý vị đánh 3-4 cặp bốt một lúc, không có tuổi so với nó. Ở giải nào cũng không thể so được. Bát sâu, mạnh, trung âm mềm mại và sáng, lời mic chuyên nghiệp. Check của nó thì nó là quá khủng rồi. Check của nó đánh tách luôn, mở nhạc gì cũng phê. Như vậy chúng ta đã rõ được cấu hình này. Xin mời quý vị quay trở lại thưởng thức với một vài một đoạn nhạc quen thuộc nữa mà tôi từng review trên kênh. Ai có tai phone thì xin mời quý vị mang tai phone lại và chúng ta cùng thưởng thức một vài đoạn nhạc nhẹ nhàng thôi. Loa này thì không cần phải mở nhạc mạnh làm gì cả. Nhẹ nhàng nghe đã khủng khiếp lắm rồi. Trầm của nó khủng khiếp. Quý vị cùng nghe.